tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau nhỉ. Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về, đông quá lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ, anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội, bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể dẻo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi, lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu, đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu, chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả, không chịu buông xuôi, sống trên vai cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Quay trên này mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Về nơi ấy xa xôi, bụi năm tháng đã mờ chưa áo trắng, chiều buồn nào còn nhớ về trường cũ, còn nhớ về ai đó, nhớ về tôi. Quên rồi ạ. Quên rồi thì nó phải uống để cho nhớ đúng không ạ? Và dường như có một luồng gió mới. À không phải, nó là những luồng gió cũ, nhưng mà những luồng gió của kỷ niệm cứ ùa về và cho chúng ta những kỷ niệm thật xúc động. Và chúng ta có một nhóm kín, một nhóm rất là kín. Và hàng ngày chúng ta có thể cầm điện thoại để giả dích cười.
và tôi nghe đồn rằng là có rất là nhiều bạn lén lút trong giờ nghỉ trưa, thậm chí là có những bạn dừng đèn đỏ tranh thủ vậy, rồi là thậm chí còn mong cả tắt đường để có thể là check thấy mọi người nhiều hơn. Facebook để có bất kỳ một status nào up lên là nhảy vào la liếm luôn, không biết là ai nữa. Và tôi hy vọng rằng là chúng ta có một cái group kín đó, mà chúng ta nhớ về người xưa nhưng mà đừng có quên đồng đội nằm bên cạnh nhá. Tôi rất là sợ các dàn thiên lý đổ hoặc là lúc này tôi sợ lắm. Có lẽ rằng là sẽ có rất là ít những cái cuộc mà chúng ta có thể hội tụ ở nơi như thế này. Và nếu như không có những cái các bạn mà nhiệt tình thì chắc là chúng ta cũng không có những buổi như ngày hôm nay. Nên sau đó thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta xin mời giới thiệu bạn xuất quốc, gọi là quốc pe. Xin mời rất là cảm ơn bạn, bạn Nguyễn Việt Hưng A1, bạn Thao Lớp Văn, rồi là bạn Sơn Sơn Thắng Lớp Pháp. Nhờ có các bạn mà chúng ta có một buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Xin các bạn một tràng pháo tay để cảm ơn các bạn. Không có các bạn thì chúng ta đã không có một buổi vui như ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi vui, chúng ta xin cảm ơn các bạn. Xin mời bạn Thao. Ôi giời, bạn đẹp rồi. Ok, xin mời em chị. Cảm ơn các bạn. Và nhân dịp 60 năm ngày truyền thống của mái trường thân yêu Lương Văn Tụy thì chúng ta hội tụ với Thung Nham ngày hôm nay. Và có lẽ là hội tụ với Thung Nham ngày nay cũng đầy đủ các gương mặt mà sôi nổi nhất của khóa chúng ta rồi, đúng không ạ? Có những bạn từ rất là xa như là Nha Trang, bạn Hạnh cũng về này, rồi là các bạn từ Sài Gòn cũng ra. Thực sự đó là những người rất là nhiệt tình của K38. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi trẻ. Ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa nhận lời Nguyễn Xuân Phương do quốc ca nam nữ K38 trình bày. Và người lĩnh sướng chắc là group Xuân Quốc. Xin mời đội hình của Xuân Quốc. Dòng trôi qua màu chỉ còn lại những kỷ niệm. Những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi như thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng có sự tiếc thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Chẳng bàn tay vui vui giữ chân tim nhân ngày nào. Thời gian sau đi ô xin hãy ngừng chung. Dù vẫn ngoại lên những khi đã xa rồi. Bạn bè ở nghi văn đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương người cho trên bờ môi và trong những
của chúng ta đã thật tuyệt vời khi phải chờ đợi đến 5 tiếng đồng hồ mới được lên sân khấu hát trong vòng 5 phút. Và khi mà live stream ở trong nhóm là các bạn biết rằng là lúc đó các bạn rất là đói rồi, nhưng mà chúng ta rất xúc động với bài hát ngày hôm qua đúng không ạ? Và mong ước kỷ niệm xưa để rồi lại nhớ về một thuở hai đứa chung đường sao nghe vấn vương. Bài hát tình thơ có lẽ rằng ai cũng còn nhớ. Và sau đây chúng ta đến với bài hát tình thơ của bạn Minh Thu lớp A3. Xin mời ca sĩ Minh Thu. Tớ xin hát tặng tất cả các bạn bài hát tình thơ. Nếu như mà bạn nào song ca được với tớ thì lên hát cùng tớ. Cho ta ngày tháng chẳng hề vui.
đến với một giọng ca của bạn Hà Vân Lấp Anh với bài hát Mơ Quê mà bạn muốn gửi gắm rất là nhiều. Và xin mời bạn Hà Vân. Trên sân khấu Gala Dinner của K38, một phiên bản mới của Tấm Cám với vai diễn cực kỳ đặc biệt của bạn Thanh Huyền đến từ lớp B với ba vai Tấm Cám và Mẹ Cám. Xin phép được bắt đầu. Hoa Lư Huyện, La Mai Làng, có một gia đình nhà nọ, có ba người, Tấm, Cám và Mẹ Cám. Tương truyền rằng, mẹ Tấm mất sớm, bố Tục Huyền đi lấy thêm vợ mới, mở ra một thời kỳ dở khóc dở cười đối với Tấm. Thế rồi, bố cũng già yếu và đi theo mẹ, chỉ còn lại một mình Tấm chống chọi với một băng đảng mafia. Cô Tấm ơi, cô Tấm à, con gà đã gáy từ hôm qua rồi. Con có dậy thì khẽ cái mồm cho em Cám nó ngủ. Khổ thân con bé, hôm qua nó đi học thêm lên 4-5 thằng bạn trai, tới tận 2-3 giờ sáng nó mới về. Thương quá cơ. À, có Tấm đâu rồi nhở? Tấm đâu?
có thể khoan nào. Đây xe hỏng hết cả lốp tiếp cái con ạ. Ôi dạ, kính thưa các bác, kính thưa các bạn, em chuyện bé thì em xé cho ra to, còn chuyện nhỏ thì em xây cho ra cám. Thế nên cả nàng này gọi em là mụ cám đấy. Chả giấu gì các bác, dạ năm nay em 60 cái nồi bánh chưng rồi. Thế mà mấy cái thằng dê già đầu dốc ấy, nó bảo con mụ này no khăn. À, khấu là khấu như thế này nè, em ngực thì tấn công, mông thì phòng thủ, mà miệng nước thì khéo này đủ. Mụ trông đến phát khiếp. Khiếp là khiếp thế nào? Nhìn nó chỉ nhàu nhàu như quả táo tổ thế này thôi. Nhưng mà em đọc mấy câu thơ để các bác cứ hình dung ra nhá. Bề ngoài trông rất đơn sơ, bên trong cảnh vật nên thơ chứa tình. Mà bề ngoài thì trông rất tiêu điều, bên trong cảnh vật mỹ miều, dễ thương. Mà có tấm đâu rồi nhở? Có tấm đâu? Rồi nghe tôi dặn đây, tôi có việc phải ra thành phố gấp. Này này con ơi, ôi dồi ôi, dì mắc kém, dì lỡ tay, dì lỡ trộn hai gói mì chính vào nhau. Con nó chịu khó con ngồi nhặt nhá. Cái loại cánh to ấy, thì con bỏ sang một bên, còn cái loại cánh nhỏ con bỏ vào một chỗ. Cái loại Ajinomoto ấy, nó khác hẳn cái loại mì quân đấy nhá. Dì đi đây, dì đi đánh bài con để đây. Đại cám đi rồi, để lại tấm một mình với hai gói mì chính, một cánh to, một cánh nhỏ trộn lẫn vào với nhau. Không biết phải làm sao đây khi ngày hội trường sắp đến rồi. Tấm còn trẻ và tấm muốn đi chơi, tấm muốn gặp lại các bạn cũ để ôn lại cái tuổi thanh xuân đầy dữ dội của mình. Nhưng bao đau khổ vẫn chưa dừng lại. Bảy tám tiếng mà vẫn chưa đã mắt các bác ạ. Chị Tấm ơi, chị Tấm đâu rồi nhỉ? Tấm dậy rồi hả em? Chị ở đâu? Có gì cho em ăn sáng không? Em ăn bánh cuốn nhé, hay là ăn trứng chim cút? Con này quá mát rồi. Sáng ra nó đã rủ mình cuốn đi, cút đi rồi. Trời ơi, hay là ăn xôi xéo vậy? Con này xỏ lá, con này ba cô em xỏ lá rồi. Sáng ra nó đã đuổi mình xéo đi rồi. Hay là con này âm mưu, quá âm mưu luôn. Nó biết em chuẩn bị thi ảnh hậu K38 nhá. Nó dám gọi em ra khỏi ổng chiến để nó đăng quang một mình đây. Lớn lắm rồi, bây giờ bà phải vén tay lên bà đánh. À, nhưng mà nếu như mà mình giận dữ thì sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy các bạn ạ. Mà giận dữ thì nó sẽ xấu gái đi. Thôi, chả giận làm gì cả. Lương Kim lở trên tường. Đúng rồi, Lương Kim lở trên tường. K38 ai đẹp được tường nhỉ em? Chả giấu thì các bạn K38, em tham gia cái ảnh hậu K38 là chẳng với mục đích gì lớn lao đâu. Em chỉ mong các bạn thả tim, thả like, thả wow cho em để em đọc ảnh hậu đấy. Chẳng với cái mục tiêu giành giải hay là cái gì, mà chỉ mong cái thằng bạn ngày xưa em chốt thầm thương trộm nhớ ấy, nó để ý, nó tán lại em thôi. Ngày xưa ấy, em chót dúi vào túi nó một lá thư. Trong thư em viết như thế này này: thương ai, yêu cả đường đi, nhớ ai, nhớ cả chú gì của ai. Thế mà nó tương lại vào mặt em như thế này này: yêu tao thì kệ mẹ mày, tao không yêu lại thì mày làm gì được tao. Chết rồi.
mãi miên man, chuẩn bị đến giờ trao giải ảnh hậu rồi. Thôi, em phải đi trang điểm đây. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, trong dòng chảy của thời gian có những câu chuyện cổ tích đã sống cùng chúng ta, lớn lên cùng tuổi thơ và nuôi dưỡng những ước mơ bay cao và bay xa. Ở câu chuyện tập 8 này cũng vậy, cũng như câu chuyện của K38 chúng ta lại được thưởng thức một cung bậc khác, nhưng tự chung lại vẫn chuyển đi một thông điệp rằng chúng ta hãy cứ vui, chúng ta hãy cứ chơi, còn tất cả mọi chuyện hãy để group Sơn Quốc lo. Và sau đây xin mời chúng ta quay trở lại với Tiểu Hồng. Các bạn K38 ạ, em mất mẹ từ năm 57, cha cũng bỏ theo mẹ từ thuở 13, bỏ lọc em vất vả giữa dòng đời. Nhưng mà ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất. Các bạn K38 là những đàn chim thiện lành đã về nhặt giúp em hai gói mì chính. Cánh to các bạn nhặt bỏ sang một bên, cánh nhỏ các bạn bỏ vào một chỗ. Thế là em có thời gian để đi dự hội K38 rồi. Em ơi, ống tiền chưa, ống tiền chưa? Cái nhiệm vụ cho MC đó là dẫn lời cho một chương trình rất là đặc biệt. Đó là chương trình lễ tôn vinh và trao giải cho ảnh hậu K38. Và một cuộc thi mà chúng ta đã trông ngóng trong suốt 2 tháng vừa rồi, với một lượng thí sinh khủng tham gia. Có ai trong đây nhớ được là có bao nhiêu thí sinh đã tham gia ảnh hậu K38 không? Ai nhớ không ạ? Một bao nhiêu ạ? Hương xin đính chính lại là khi được rất là may mắn được tham gia trong ban tổ chức của cuộc thi ảnh hậu và là mặc dù tóc có rụng nhưng mà gọi là ngày là quên ngủ và đêm quên ăn thiệt. Và thực sự là Hương cũng nói rất là khi mà trở lại với lại K38 thì cũng đồng nghĩa với lại Hương trở lại Ninh Bình, và nó cũng đem cho Hương rất nhiều cảm xúc. Thì một trong những cái cảm xúc đó là Hưng được gặp lại các bạn, thì nó gợi lại những cái tình cảm, cái ký ức ngày xưa của cái thời học sinh, thời phổ thông. Thì cái tình cảm đó đối với Hưng thì nó không thể mua lại được bằng tiền, và nó không có, nó rất là giá trị. Và đặc biệt là thông qua cái cuộc thi khoa ảnh này thì mình cũng rất là cảm ơn. Thực ra là mình rất là thực ra là vì cái tính chất công việc, thực ra Hưng rất là ít cười. Thôi thì xin cả hội trường một vài phút chia sẻ về cái cảm xúc cá nhân. Thì đó là khi mà được gặp lại các bạn thì không cả các cả bạn nam các bạn nữ, thì đặc biệt là các bạn nữ thì cũng đem lại cho Hưng cũng như là các bạn nam rất nhiều cảm xúc. Thì trong này có rất nhiều bạn nữ là những cái fan hâm mộ, những cái tình yêu đơn phương hoặc là những cái crazy fan của các bạn nam. Và thông qua cái nhóm này thì được thắp lên những cái tình cảm đó. Thì thực sự là Hưng rất là cảm ơn các bạn nữ đã tham dự cái cuộc thi ảnh này. Về mặt kỹ thuật của cuộc thi thì là ban tổ chức đã thông báo lên trên nhóm rồi. Tuy nhiên thì Hưng xin nhấn mạnh một vài điểm. Về cái điểm, một số cái điểm kỹ thuật, ví dụ vòng 1 là chúng ta là có 10 thí sinh thôi, nhưng do cái chúng ta có rất nhiều thí sinh và ban tổ chức không thể chọn được 10 gương mặt, rất là khó khăn. Ban tổ chức họp rất là đến tận đêm khuya của cái ngày hạn cuối, cái hạn chót, thì cuối cùng là ban tổ chức là phải chọn đến vòng 2 là đến 15 thí sinh. Và đến cái vòng 2 thì là chúng ta lại chọn ra là có 11 bạn thí sinh, thì một số bạn là do cái điều kiện công tác không về được, các bạn không tham gia thì chúng ta còn 11 thí sinh. Tuy nhiên là 11 thí sinh này là chúng tôi lại cũng công bố giải rồi, nhưng mà cái sự lựa chọn cũng rất là khó khăn, bởi vì thực sự là bạn nào cũng rất là xứng đáng, bạn nào cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Vì thế là chúng tôi có phát sinh thêm một cái giải 3. Thì lúc đầu thì cái giải nhất với giải nhì là có 2 cái cúp và được khắc tên. Tuy nhiên là do cái giải 3 là ban tổ chức là ban bánh khảo họp lại và rất là căng thẳng, thế quyết định là phải có thêm cái giải 3.
và do đó là sẽ phải có thêm một cái cúp nữa. Thì vì là cái thời gian nó quá gấp thì Hưng mới từ Sài Gòn ra, thì cái giải ba thì Hưng sẽ tra một cái cúp, nó sẽ nhỏ hơn hai cái giải kia, nhưng mà vì là nhận chậm thì sẽ là có một cái cúp nó đẹp hơn, nó mạ vàng, nó chất lượng hơn. Thì xin chúc cúp giải ba. Và một cái điều nữa thì thông qua cái chương trình này là một cái chương trình kết nối yêu thương giữa các bạn, thì mình sẽ chân thành cảm ơn tới các nhà tài trợ và của K38 đã, thứ nhất là đã chung tay cho chúng ta có một cái cuộc chơi rất là vui, rất là ý nghĩa. Nhưng bên cạnh đó thì cái món quà nó không có nhiều ý nghĩa về mặt vật chất, nhưng thực sự nó là một cái món quà nó chan chứa tình cảm và thực sự là một cái sự kết nối tình bạn, tình yêu thương. Và xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Chúng ta muốn là hiện nay có 11 thí sinh, thì ban tổ chức cũng vừa mới họp đến tận phút cuối cùng, và phải xin ban trưởng ban tổ chức chủ tịch Xuân Quốc là phải xin thêm 30 phút để ban tổ chức phải hội ý lại, rất là căng thẳng để có thể là chốt lại được cái giải cuối cùng là cái top 3. Sau đó nữa là phải sắp xếp làm sao để cho tất cả các thành viên của 11 cái thí sinh cuối cùng là đều có những cái phần thưởng nhất định. Vì thế là chúng tôi phải họp đến cái phút cuối cùng vừa rồi là phải xin lại 30 phút delay lại để họp lại, để phân bổ lại cái phần quà. Thì tí nữa MC sẽ giới thiệu chi tiết cái phần quà của các cái thành viên. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho ban giám khảo xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Đó, xin mời bạn Phạm Tố Huyên đến từ lớp toán, một bạn gái rất là duyên dáng. Vâng. Xin mời một vị giám khảo la liếm tất cả mọi diễn đàn to nhỏ lớn bé. Vâng, bạn Sơn Kháng. Rồi, bạn Bùi Ngọc Anh chuyên Nga, bạn Chi Mai lớp 12B. Và người đàn ông lặng lẽ sau tất cả những ồn ào của chúng ta, bạn Hoàng Đặng đến từ bạn Đặng Hoàng đến từ A3. Và xin mời giám khảo Đặng Hoàng đâu ạ? Một người đàn ông rất âm thầm và lặng lẽ. Và một bạn đến từ Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa, bạn Trang Phụ không đến được. Và vị bạn giám khảo cuối cùng là mình, chị La Đen đến từ Trương Lăng. Xuyên suốt chương trình thì mình thấy là các bạn có một sân chơi rất là tình cảm, chu đáo, kết nối được các cái miền, mọi miền đất nước. Và phải nói là công sức ghi nhận đầu tiên đấy là bạn Xuân Quốc. Cả nhà cho bạn Xuân Quốc một tràng pháo tay. Nếu mà không có các bạn thì chắc là bọn mình không có cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Nên là thay mặt công ty Vàng Bạc Đại Phú Quý, do nhà mình có làm cho trường một vài cái nhẫn để kỷ niệm chương trình, thì mình cũng có một phần quà nhỏ nhỏ để tặng cho các bạn. Bạn đầu tiên là bạn Xuân Quốc ạ. Bạn thứ hai là bạn Sơn Kháng, đại diện cho đầu tàu Hà Nội ạ. Bạn thứ ba là bạn Cường Lê, đại diện cho đầu tàu Ninh Bình ạ. Bạn thứ tư là bạn Việt Hưng, mình tặng trước mất rồi. Và bạn Hoàng Đặng là... Xin lỗi bạn Duy Hải là mình quên mất bạn. Mình thật sự mình quên, mình chỉ nhớ bằng máy bạn. Nên là mình đang mang thiếu của bạn Duy Hải. Mình sẽ gửi đến bạn Duy Hải qua bên đường bên điện sau nhá. Chúng ta sẽ công bố giải tập thể.
có 3 tập thể 100% các bạn tham gia dự thi, đó là chuyên toán 10/10, chuyên lý 6/6 và chuyên văn 24/24 bạn. Xin mời đại diện của 3 tập thể lên nhận quà từ trưởng ban giám khảo Nguyễn Việt Hưng. Cảm ơn các bạn, và lần sau là nếu như tổ chức cuộc thi Nam Hậu chúng ta sẽ tham gia nhiệt tình như thế. Thay mặt ban giám khảo, tôi xin được công bố giải gương mặt khả ái. Ai ạ? Gương mặt khả ái nhất. Ai ạ? Gương mặt khả ái nhất đến từ lớp một bạn mà được bạn Lê Sáng Lăng Xê. Tức là thật là và thật là một chiến thuật của lớp toán chăng? Giới thiệu là bạn Nguyễn Thanh Thủy đến từ lớp toán, đạt gương mặt khả ái. Quà tặng cho gương mặt khả ái đó là 500.000 cộng với lại một mặt nạ. Thì hôm nay thì bạn Thủy đi công tác, và vì vậy thì ban tổ chức sẽ gửi đến tận tay bạn Thủy. Và tiếp theo, ban giám khảo xin công bố và trao giải người đẹp áo dài. Người đẹp có thân hình rất là chuẩn, mặc áo dài của người phụ nữ Việt Nam, áo đến từ lớp cũng rất là nên thơ, lãng mạn, đó là bạn Phan Thị Thanh Huyền, lớp văn. Xin mời bạn giám khảo Xuân Thắng lên trao quà cho bạn Thanh Huyền. Các em thân thiện đến từ lớp nào ạ? Lớp xin chúc mừng lớp Anh, bạn Phạm Hiền. Chúc cho người đẹp thân thiện ngày càng đẹp hơn. Chúng ta có một giải thưởng, đó chính là giải thưởng bức ảnh ấn tượng nhất, đúng không ạ? Xin mời bức ảnh ấn tượng nhất được quà tặng là 500.000 và một mặt nạ dành cho bức ảnh nào ạ? Còn ai nhớ không ạ? Ai ạ? Bức ảnh nào? Có một nàng tiên đi trên một con thuyền bồng bềnh và xung quanh bao đến từ lớp B, và xin mời giám khảo của những mối tình bọc xít bạn Nguyễn Duy Hải đến sân khấu. Vậy là mặc dù là cũng rất xuất sắc nhưng mà các bạn sẽ dừng lại ở giải khuyến khích thôi. Và sau đây thì ban anh xin giới thiệu bạn Nguyễn Hồng Nga, bạn Phạm Thùy Dương, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Vui và Trịnh Thị Kim Chi. Các bạn sẽ nhận giải khuyến khích của cuộc thi ảnh hồng. Xin mời năm bạn. Bạn Nguyễn Hồng Nga, Phạm Thùy Dương, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Vui và Trịnh Thị Kim Chi. Áo dài, xin mời các bạn ạ. Các bạn nữ khóa K38 chuẩn bị áo dài của các bạn Lê Thúy, lớp Nga, Phan Thanh Huyền, lớp Văn, Nguyễn Hồng Nhung, lớp chuyên Nga. Xin mời.
mời bạn Nguyễn Trọng Dũng. Tiếp theo bạn Phạm Hiền, lớp chuyên văn. Và một người mẫu đạt chuẩn ạ, các 1m7 và các chỉ số các vòng 90, 60, 90. Bạn Đỗ Khánh Ly, lớp hóa. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Thưa các bạn, Hà Phật Tử đã từng nói về những tà áo trắng và những vần thơ: mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Tiếp theo là những chiếc áo trắng tinh khôi, giúp chúng ta nhớ về tuổi học trò thơ ngây và đầy mộng mơ, được tái hiện lại qua các bạn Kim Huệ, lớp chuyên nga. Thay mặt cho ban giám khảo, chúng tôi xin công bố
Á Khôi 2. Á Khôi 2. Ai ạ? À? Á Khôi 2. Các bạn hít thở chưa? Hít thở sâu chưa? Hít thở sâu chưa? Á Khôi 2. Run quá, tôi cũng run quá. Thì chúng tôi cũng vừa mới làm việc xong, kết quả rất là nóng hổi. Á Khôi 2 thuộc về bạn gái đến từ lớp Nga, bạn Nguyễn Quỳnh Trang. Xin chúc mừng. Vâng. Xin mời giám khảo Sơn Kháng. Lớp khác. Xin mời giám khảo đến trao hoa và quà cho Ôi Khai, Á Khôi 2 xinh đẹp của chúng ta. Vâng, dạ, Á Khôi 2 và Á Khôi 2 sẽ nhận được cúp. Ủa cúp là giám khảo Nguyễn Thuyền Phương sẽ tận tay gửi đến Á Khôi 2 sau bởi vì là chưa kịp làm. Và cùng với vui giờ làm đẹp và một tượng rất là đặc biệt, đó là bức tượng gà trống vàng của bà Thanh Huyền lớp văn. Xin chúc mừng Á Khôi 2. Vâng, gà trống. Bạn Quỳnh Trang có thể cho bạn chúc mừng các bạn. Và sau đây chỉ còn hai gương mặt thôi. Xin mời các bạn nắm tay nhau đi ạ. Hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Xin được hỏi bạn Thanh Huyền là bạn đã tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào chưa? Thưa các bạn, các bạn đó là Huyền chưa bao giờ thi một cuộc thi sắc đẹp nào cả. Và Huyền thì chỉ có duyên với những cái vai diễn mà gọi là xấu nhất là bà già và những cái nhân vật gọi là phản diện. Chứ có lẽ đây là một sự phát hiện tuyệt vời của K38 đúng không ạ? Còn Minh Tuyết, cảm xúc lúc này là gì? Thật sự là rất là hồi hộp. Mặc dù là biết là mình là cũng là may mắn không mình đâu, không mình đâu. Nhưng mà cũng rất là hồi hộp. Chưa bao giờ hồi hộp như thế này. Của chúng ta đứng hết cả lên rồi đúng không ạ? Và tôi cảm tưởng như là tôi là đang công bố một cái kết quả của một gì hòa hậu hoàn vũ vậy. Tôi cũng rất hồi hộp. Và tôi phải nhìn cho kỹ bởi vì nếu như mà tôi mà công bố sai là có lẽ tôi sáng nhất trang mạng ngày hôm nay. Tôi phải nhìn kỹ. Vâng, tôi nhìn kỹ đây ạ. Á Khôi 1 có một bạn gái rất dịu dàng, buộc mái tóc cũng rất dịu dàng. Các bạn thở một chút đi, cái căng thẳng quá. Thở đều. À, Khôi 1 xin mời giám khảo lên trước đi ạ. Và xin mời giám khảo Nguyễn Duy Hải, bạn lên trước đi ạ. Tôi hồi hộp quá. Bạn lên với tôi chứ có đỡ hồi hộp. Vâng. Bạn đứng với tôi chứ có đỡ hồi hộp. Vâng. Bạn Nguyễn Duy Hải sẽ trao Á Khôi 1 cho bạn gái Thanh Huyền đến từ lớp B. Thôi, và ngày hôm nay là ngày của bạn Minh Tuyết ơi, hôm nay là ngày của bạn. Hãy có một tràng pháo tay thật to để tôn vinh của Hoa Khôi các bạn đó. Xin mời chủ tịch group Xuân Quốc và trưởng ban giám khảo Nguyễn Việt Hưng. Vâng, xin mời trưởng ban giám khảo Nguyễn Việt Hưng mang cúp hoa và Nguyễn Xuân Quốc ơi, vâng, ban tổ chức đã đứng ở đây rồi. Và xin mời cầu thủ xuất sắc nhất của buổi giao lưu ngày hôm nay.
rất là ủng hộ đúng không quý khách, và nhưng mà xin bạn có một vài lời nói với lại các cái khán thính giả, những người đã ủng hộ với chúng ta trong suốt hai tháng vừa qua đúng không ạ? Xin mời Minh Tuyết. Thật sự là hôm nay mình rất là hồi hộp, và trước mắt là mình xin là cảm ơn là ban giám khảo đã tổ chức một cái sân chơi rất là ý nghĩa, gắn kết cái tình đoàn kết của cái K38 chúng mình với nhau, để nhân rộng lên cái mối quan hệ và chúng ta hiểu và biết nhau nhiều hơn. Và mình hy vọng là sau cái cuộc thi này thì là mình sẽ có được nhiều những người bạn tốt hơn. Và các bạn hãy luôn là gắn bó, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau, và luôn luôn nhớ đến K38 của chúng ta nhé. Là ban lãnh đạo đã bốc thăm cái thưởng, chứ không phải là mình thực sự là tài năng thật, vì là trong 109 bông hoa thì tất cả các bông hoa đều là những bông hoa rất là đẹp, mỗi người một vẻ, mỗi người một điểm mạnh riêng. Và mình hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này là sẽ có một cái cuộc thi là nam hồng để cho các bạn nữ là tôn vinh các bạn nam. Và mình cũng hiểu là cái cuộc thi, ý nghĩa của cuộc thi là gắn bó yêu thương giữa các bạn K38 với nhau. Và sau đấy thì là sẽ có một cái chương trình là gắn kết yêu thương mà cùng nhau là một cái chương trình từ thiện. Thì mình cũng sẽ là cố gắng là làm hết cái trách nhiệm của mình và cùng đồng hành với các bạn để làm sao là trao những cái yêu thương, những cái niềm tin và hy vọng cho những cái mảnh đời bất hạnh của lắm sau thế giới mà ngày tươi sáng hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhiều, thật sự là rất là vui đấy ạ. Cảm ơn Minh Tuyết rất là nhiều, và chắc chắn hôm nay là một đêm mất ngủ đúng không ạ? Và đặc biệt là lớp C đúng không ạ? Chủ tịch Vũ Xuân Quốc. Và tôi cũng tính chính với các bạn rằng là Minh Tuyết nói thế là không chính xác, là ban giám khảo hoàn toàn là không sốc lọ đâu ạ. Không có đâu, chúng tôi làm việc cực kỳ nghiêm túc và không có may mắn ở đây đâu đúng không ạ? Và kết quả này là thứ nhất là giá con người là các bạn like đúng không? Các bạn chia sẻ và các bạn thả tim rồi wow vân vân đúng không ạ? Và cũng là chúng tôi chấm trên phần mềm. Và có một cái vị trưởng ban bánh khảo là rất là cập nhật công nghệ, nên sau đó thì kết quả này là không phải là may mắn đâu Minh Tuyết ạ. Và chúng tôi là hội tụ tất cả các yếu tố và tâm và tài. Và điều quan trọng nhất là sứ mệnh của Hoa hậu K38 đó là tháp tùng tất cả mọi cuộc ăn nhậu. Các bạn là phải chuẩn bị sức khỏe đấy ạ. Tháp tùng tất cả mọi cuộc ăn nhậu, các cuộc giao lưu bóng đá, rồi văn hóa, văn nghệ và tất cả các hoạt động ngoại khóa K38. Đấy là sứ mệnh nặng nề nhất của Hoa hậu K38. Và bây giờ đây bạn chuẩn bị sức khỏe nhá. Cái lịch ăn nhậu của các bạn là hơi bị dày đấy. Nhớ là chạy sơ tháng là điếm ra nhá. Và ở đầu cầu Ninh Bình cũng như là đầu cầu Hà Nội thì có rất là nhiều hoạt động. Và bạn Minh Tuyết thì tôi biết rằng là bạn cứ đi về giữa Hà Nội và Ninh Bình, và tôi hy vọng rằng là bạn san sẻ cái cúp này cho cả các anh em ở Hà Nội cũng như là Ninh Bình đúng không? Và đặc biệt là cái lịch ăn nhậu hơi bị dày, nên là tôi nhắc tất cả là cả ba Hoa Khôi và Á Khôi của chúng ta, không chỉ riêng mình bạn Minh Tuyết đâu, mà cả hai bạn Á Khôi 1 và Á Khôi 2, là các bạn hãy chuẩn bị sức khỏe đúng không ạ? Vì lịch ăn nhậu rất dày.